À, các bạn nhìn lên bảng nha. Như vậy thì ký phần này có 5 yêu cầu. Từ 1 đến 4 là chúng ta đã thực hiện rồi. Như vậy hiện nay tại vì thầy cho các bạn làm trên máy ảo là mỗi bạn đều có thể thực hành tự làm. Chúng ta có server, nhưng mà khi các bạn thuần thục rồi thì các bạn sẽ làm trên server chính, server thực. Tạo máy nâng cấp. Như vậy ở trên máy thực thì chỗ này chúng ta sẽ phải tự cài đặt được cái máy thực của chúng ta đó. Ở phía trên bục giảng nó có một cái máy server nè, mình phải cắm USB mình cài được cái máy server này lên Windows Server, rồi sẽ nâng cấp lên cấu hình DNS và mình dùng cái dàn máy thực của mình ở phía dưới coi như là một client, là máy của nhân viên công ty. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ tạo KRU Group User. Như vậy thì khi nào là OU, khi nào là Group, khi nào là User thì chúng ta sẽ hiểu cơ bản như thế này. User là tài khoản cho từng thành viên trong công ty. Được không? Giống như là tài khoản email của các bạn vậy đó. Một cái email các bạn có thể là đăng nhập vào một cái hệ thống và có được cái quyền gì đó, ví dụ như là trên Google Drive của các bạn. Cái Drive của các bạn thì có toàn quyền. Nhưng mà giả sử như bạn A mà chia sẻ một cái thư mục Drive của mình cho bạn B thì bạn B có thể được toàn quyền hoặc chỉ có quyền đọc tùy theo cái bạn A chia sẻ. Được chưa? Như vậy đó là cái user. Group là gì? Là tổng hợp nhiều user cùng lại với nhau. Như vậy thì một user có thể ở nhiều group khác nhau. Ví dụ trong đề của chúng ta thì chúng ta sẽ có group nhân sự là tổng hợp tất cả những thành viên thuộc phòng nhân sự. Để làm gì? Để khi mà chúng ta phân quyền share hoặc security trên cái thư mục nào đó thì chúng ta sẽ có thể là phân quyền cho cả group này luôn cho nó nhanh, hoặc là chúng ta cho phép hoặc là cấm, được phép ra mạng hoặc là không ra mạng, được phép chuyển file hay không chuyển file trên cái group cho nó nhanh. Cứ mà mọi người tham gia cái group đó thì được làm gì? Ví dụ trong công ty của các bạn chỉ có phòng kinh doanh mới được phép ra mạng, ra internet từ cái hệ thống máy của mình, còn tất cả nhân viên khác là không được quyền. Như vậy lúc đó chúng ta phân quyền trên group nó sẽ nhanh hơn, bởi vì một group kinh doanh của chúng ta có thể là có 50 thành viên mà chúng ta phân quyền cho từng người thì nó không hay. Đó là group. Vậy thì cái OU này là cái gì? OU là giúp để chúng ta phân quyền thực thi trên cái server, được quyền thực hiện làm cái gì đó, chứ nó không nằm ở ở trong cái phần security nhé. Cái group là chúng ta phân quyền cụ thể trên thư mục để bảo mật file server. Còn OU là chúng ta có thể là phân quyền trên các tác vụ của server. Thì hai cái này nó cũng có cái ý nghĩa gần gần giống nhau, là nó sẽ gom tất cả những cái user lại cùng cùng một cái group để mà chúng ta quản lý. Nhưng mà quản lý của cái group thì nó phục vụ mục đích của chúng ta về security tên thư mục cao hơn, sâu hơn. Và chúng ta sẽ thực hiện cái phần này ở những phần sau, các bạn sẽ thấy rõ. Và chúng ta sẽ tạo group, tạo user, tạo OU. Như vậy thì trong cái quá trình tạo của các bạn ở trong server của chúng ta, ở trong phần này các bạn đã nâng cấp nó lên DC nè, được chưa? Nâng cấp lên DC và chúng ta sẽ vào AD, vào phần AD, và các bạn click chuột phải. Hôm trước chúng ta đã vào đâu rồi? Active Directory User and Computer. Trong cái phần AD của chúng ta, Active Directory có rất nhiều cái để chúng ta cấu hình, nhưng chúng ta chọn cái là Active Directory User and Computer.
Rồi ở trong này chúng ta sẽ tạo giúp cho thầy. Hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn tạo một cái OU là AMC rồi. AMC. Và bên trong này cũng đã tạo được cái OU là nhân sự. Được chưa? Trong OU nhân sự. Trong OU nhân sự này đã tạo được OU Trần Quang Bình. Thì trong cái bài thực hành của ngày hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện nhân sự 1, nhân sự 2 nằm trong group nhân sự và thuộc OU nhân sự. Như vậy thì ở chỗ này mình giả sử đi, mình giả sử ở cái ngoài này mình tạo new một cái group mình gọi là nhân sự group. Chỗ này chúng ta sẽ có lựa chọn. Chú ý chỗ lựa chọn này các bạn, nó có cái group này ở dạng là kiểu là gì? Domain local. Cái group này nó chỉ có tác dụng tại chính máy server, tức là domain nhưng local. Còn cái global là group này sẽ được có hiệu lực trên toàn hệ thống mạng mà mình đang cấu hình. Được chưa? Rồi mình chọn cái global. Ok, mình tạo cái group nhân sự. Và trong cái group nhân sự này mình thử thêm thành viên member. Mình add cái, nếu như mà trong trường hợp bạn không nhớ cái user đó tên gì thì chúng ta chọn advanced. Ha, các bạn chọn cái nút advanced ở phía dưới nè, thì nó sẽ sổ ra đây. Các bạn chọn file nào, tìm kiếm file nào, thì tất cả những user mà chúng ta đã tạo trong hệ thống nó sẽ xuất hiện ở đây. Và user của chúng ta là Bình Trần Quang. Ok. Như vậy mình đã có được cái user của hôm trước là Bình TQ A+AMC100.com. Như vậy mình đã có được user. Ok. Và chú ý nè, cái OU nhân sự và group nhân sự độc lập nhau. Nếu như bạn muốn, bạn có thể chuyển cái group nhân sự này vào bên trong OU nhân sự. Như vậy thì lúc mà chúng ta cấu hình, nếu như chúng ta cấu hình, chúng ta thiết lập cho cái OU nhân sự này được một số cái tác vụ nào đó, thì nó chỉ có tác động đến cái user Bình Trần Quang Bình thôi. Còn cái group nhân sự nó không tác động được, bởi vì group nhân sự nằm bên ngoài. À, cái này nó hơi lằng nhằng, nhưng mà nói chung là cái nào mà cha thì nó sẽ ảnh hưởng đến các con của nó. Còn nếu như mà không phải là các con thì nó không ảnh hưởng. Được chưa? Như vậy lúc này các bạn sẽ thử và các bạn test thôi. Các bạn tạo và các bạn test thôi. Nhưng mà mình chỉ nói rằng là nếu như mà phân quyền tác vụ cho OU nhân sự thì những gì con của OU nhân sự sẽ chịu tác động. Nếu phân quyền cho nhân sự group thì những gì con của nhân sự group sẽ chịu tác động. Ha, rồi. Nhưng trong bài này người ta đưa cái group nhân sự vào bên trong OU nhân sự. Ok. Đó là chúng ta đã tạo được user và group. Vậy nhiệm vụ của các bạn bây giờ tạo hết giúp cái phần này giúp thầy. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại. Khi mà các bạn kiểm tra lại ở đây, chúng ta tạo thêm một cái user nữa đi. Chúng ta sẽ new một cái user mới. Ví dụ như chúng ta để first name là Nam, last name Nguyễn Văn Nam. Nguyễn Văn Nam. Và chúng ta cho user là Nam NV. Net password của chúng ta.
và chúng ta không cho thay đổi batch để chúng ta giữ cái batch cũ cho nó dễ. Chúng ta đã có hai user. Bây giờ chúng ta vào CMD. Chúng ta thử dùng cái lệnh net user. Thì chúng ta sẽ thấy cái user DC nè. À, chúng ta thấy cái user DC của chúng ta là user cục bộ, là có hai user admin và guest. Còn cái user mà chúng ta đang tạo ở đây chúng ta chưa thấy trong cái lệnh net user.